Ngay xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Quý khách hàng nào đang tìm nhà ở gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại gần với lại quốc lộ 21B thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này với căn nhà ô tô vào tận cửa và thiết kế của ngôi nhà 33m2 xây mới 4 tầng nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Nhà xây mới hoàn toàn vừa mới hoàn thiện xong. Quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Mọi người theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Xem căn nhà này với diện tích 33m2, thiết kế 4 phòng ngủ xây mới hoàn toàn ra sao. Công năng sử dụng rất chi là hợp lý. Với cái ngõ này ô tô có thể vào tới tận cửa. Tuy nhiên nó chỉ có một nhược điểm, nó không phải là ngõ thông. Nhưng mà nếu mà cách với đường ô tô to kia thì kia là đường ô tô to nha quý vị. Vị trí của nó là thuộc Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Cách với trường Đại học Đại Nam chỉ bán kính 1 km, gần với chợ Sốm, gần với trục đường quốc lộ 21B, giao thông đi lại thuận tiện, gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, và với vị trí ngôi nhà này cũng khá là gần với bến xe Nghĩa. Từ vị trí ngôi nhà này cách 800m là ra tới bến xe Nghĩa thôi. Thiết kế đây là phần tầng 1, phần phòng khách của ngôi nhà. Phòng khách thiết kế đầy đủ cho quý vị, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền kích thước gạch 60, lắp đặt đầy đủ xong hết. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng và ngôi nhà này đã hoàn thiện xong hết theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần tủ bếp, chủ nhà cũng hoàn thiện đầy đủ xong hết chỉnh chu. Quý vị chỉ việc xách vali về ở. Tủ bếp thiết kế hoàn toàn là tủ gỗ, mặt bếp thì ốp đá granite xung quanh bếp, tủ bếp đấy, chủ nhà ốp gạch cho quý vị. Phụ kiện bếp lắp đặt xong hết. Quan trọng là vị trí, giá thành hợp lý. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Quý vị nào mà đang hợp với hướng Đông Nam thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi. Đứng từ không gian bếp nhìn ra phòng khách tương đối là rộng và thoáng. Ngoài ra, phần tầng 1 còn thiết kế và thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên sử dụng 4 tầng của ngôi nhà. Với vị trí ngôi nhà này, quý vị vừa có thể mua để ở, vừa có thể mua để đầu tư cho thuê, rất là hợp lý. Ở đây thì gần các trường đại học cao đẳng lớn cho nên rất là dễ dàng để cho thuê mọi người ạ. Nếu như tính ở cũng được mà đầu tư lâu dài cũng khá là hợp lý. Đường to, ngõ thoáng, gần đường ô tô. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cột trắng. Và như vậy nói đã review cụ thể đường, hướng, vị trí, giá bán nhỉnh 3 tỷ một chút xíu thôi là quý vị có thể sở hữu cho mình ngôi nhà này. Tất nhiên sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Ngay từ đầu Ngọc Anh đã chia sẻ với ngôi nhà này thiết kế 4 phòng ngủ, tầng 2, tầng 3, thiết kế mỗi một tầng 2 phòng trước và sau cho quý vị. Phòng ngủ vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Tất cả các phòng đều được thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Tông sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, diện tích không quá lớn. Tuy nhiên thì chủ nhà cũng cố gắng thiết kế hài hòa, công năng chỉnh chu về sản phẩm nhà của mình. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Hành lang đi vào các phòng tương đối là thoáng. Đấy là phòng ngủ ở phía bên trong, còn đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài. Với phần phòng ngủ ở phía bên ngoài quay ra mặt ngõ, hướng nhà Đông Nam rất là mát. Đó, thiết kế đầy đủ, hợp lý, chỉnh chu. Một tầng chia hai phòng, kiên cố chắc chắn, sổ riêng, tường riêng, móng riêng. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2, đầy đủ hết thiết bị vệ sinh, đồ sử dụng cho một hộ gia đình theo từng tầng, đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen tắm, lavabo, tay vịn cầu thang, mặt bậc ốp đá đen cổ trắng. Đây là phần tầng 2, mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, mỗi tầng 2 phòng cho nên tổng thiết kế của ngôi nhà này là được 4 phòng ngủ. Tại sao ngoài mẹ nói rằng là cái vị trí này dễ cho thuê? Nó rất là gần với các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp. Cho nên nếu như quý vị có nhu cầu mua đầu tư lâu dài, có một dòng tiền ổn định không sử dụng đến mà cũng không muốn gửi ngân hàng, thì quý vị có thể đầu tư cho mình một ngôi nhà này để cho thuê lâu dài. Và sau này thì giá trị nhà đất là còn mãi. Hoặc là quý vị nào mua cho con em mình
mà các bạn ấy ở ít người, chưa sử dụng hết thì quý vị có thể tận dụng. Các bạn ấy bây giờ rất là thông thái, các bạn cho thuê lại đó, của các bạn sinh viên cùng trường chẳng hạn, thì là vừa ở vừa cho thuê. Đấy là những cái mục đích đầu tư tùy từng khách hàng. Nhưng mà có rất nhiều khách hàng của bên nhà tốt là tìm cái phương án tìm nhà cho khách hàng như vậy. Cho nên là em thấy với cái căn nhà này thì nó tương đối là ổn và đúng như cái mong muốn nhu cầu của khách nào vừa mong muốn ở hoặc là mua để dễ gần với các trường đại học để dễ cho thuê nhất, lại còn gần đường ô tô nhất. Và đây là phần tầng 3 rồi, mời quý vị theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Trên phía tầng 3 là đã được 4 phòng ngủ rồi, trên phía tầng 4 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng. Ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đấy. Và tiếp theo phần còn lại sân phơi. Với cái ngôi nhà này thì đổ đủ 4 trần cho quý vị nhé. Đây là phần sân phơi, khu vực để máy giặt. Đây là sân phơi, xung quanh dân cư đông đúc, gần với chợ trưởng phường trạm. Từ vị trí ngôi nhà này mà cách với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại nó chỉ khoảng tầm 300 m thôi mọi người ạ. Xung quanh tiện ích. Và ngay càng sau lưng nhà là trường mầm non này, trường tiểu học này, rất là tiện. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này hoặc ngôi nhà khác, bởi vì bên quỹ căn của nhà tốt có rất là nhiều và quý vị có thể trả trước 300 triệu tiền mặt là có thể sở hữu cho mình ngôi nhà sổ đỏ đầy đủ, xây mới 3 tầng đến 4 tầng tùy căn, tùy vị trí. Mọi người muốn tìm hiểu, muốn được tư vấn thực tế và đi xem nhà thì liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 0134 03 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.